Ok, và hãy xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Đần đấy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với Minecraft phiên bản siêu thực tế. Nếu như các bạn đã quá là chán với cái kiểu Minecraft vật lý Ấn Độ, nước thì lúc nào cũng màu xanh như là bể bơi và nó chả chân thực một tí nào cả. Hoặc là khi mà các bạn giết một sinh vật nào đó thì nó sẽ biến mất và để lại đúng một miếng thịt. Và nếu như các bạn đã chán tất cả những cái thứ vừa nãy thì các bạn xem đúng video rồi đấy. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái phiên bản Minecraft siêu siêu xịn sò. Chặt cây, bây giờ cây sẽ đổ, nước cũng sẽ trở nên thực tế hơn rất là nhiều. Hoặc là khi mà các bạn giết một cái sinh vật nào đó thì thay vì nó sẽ chết và để lại hai miếng thịt, thì bây giờ mình cũng không biết mô tả như thế nào nữa, nhưng mà trông nó kinh dị vãi. Ok, và không dài dòng và mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với video ngày hôm nay nhá. Và trước khi các bạn xem video này của mình thì hãy đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ để mình sẽ sớm ra các phần mới về series siêu thực tế nha. Ok, và hiện tại mình đang ở trong cái phiên bản Minecraft siêu thực tế đây này. Và như bạn thấy đó, trông đồ họa nó sẽ rất là đẹp đúng không? Và đây là hiện tại mình đang ở dưới nước các bạn ạ. Và các bạn nhìn này. Và hiện tại là mình đang ở dưới nước và cái nước nó trông nó thực tế vãi cả trưởng các bạn ơi. Đó, mình đi đến đâu thì nó sẽ tạo ra những cái bọt này. Đó, trông đẹp thực sự các bạn ơi. Ok, và đây là đây là cái gì đây? Có vẻ như là cái thế giới Minecraft này, mặc dù nó là Minecraft nhưng mà nó sẽ bị giới hạn các bạn nha. Đó. Ok, và không sao. Đây, tiếp theo thì mình sẽ và mình có thể đập vỡ các block này. Và các bạn nhìn này. Và bây giờ những cái block bây giờ đấy, khi mà chúng ta đập vỡ là nó sẽ nát vụn ra như thế này luôn các bạn nhá. Nhìn xịn xò vãi cả trường luôn. Oh my god. Đồ họa Minecraft ở trong cái phiên bản tương lai này nó đẹp thực sự các bạn ơi. Ok, và tiếp theo mình sẽ đi như bình thường sinh tồn đấy, là chúng ta sẽ phải chặt cây đúng không? Nhưng mà vừa vào game mà nó đã cho chúng ta một cái cúp kim cương rồi này. Vãi. Ok, và bây giờ mình sẽ chặt cây ở trong Minecraft nha. Vậy, như các bạn có thể thấy thì khi mà mình chặt cây. Bây giờ mặc dù là thực tế đấy nhưng mà bây giờ nó không ra block thì bây giờ mình craft kiểu gì ta? Oh my god. Thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đào bên này này. Đó. Và cái cây ở trong đây nó có thể đổ được các bạn ơi. Oh my god. Các bạn biết gì không? Mình cảm thấy hạnh phúc quá. Cuối cùng khi mà chặt cây, cái cây nó không còn lơ lửng nữa rồi. Ok, và khi mà mình đập cỏ này. Và khi mà mình đập cỏ thì nó sẽ ra những cái bụi bặm các thứ này. Tiếp theo thì có vẻ như là mình đang được spawn ở trong một cái ngôi làng các bạn ạ. Và ở trong cái ngôi làng này thì hello anh villager. Ok, và xem ở trong đấy có đồ gì không nào. Nào, mở cửa ra. Mở cửa ra. cái cửa này mình không biết là đây. Đây rồi, mở cửa đây rồi. Nào, hello anh villager nha. Nhưng mà sao mình lùn đấy nhỉ? Mình đứng mà có đến vai anh villager thôi. Ê, anh villager ơi. Anh villager bị làm sao này các bạn ơi. Thôi kệ đi. Rồi, và tiếp tục thì chúng ta sẽ có, đây là cái chuông này. Đó, đây mới là Minecraft chứ. Các bạn ạ, mấy cái phiên bản Minecraft trước đây tất cả đều là rác rưởi so với phiên bản Minecraft này. Mặc dù là nó không đầy đủ cho lắm, nhưng mà các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy không? Xịn xò luôn. Ok, và mình sẽ lấy cái cung này nhá. Đấy, để mình bắn vào cái chuông này. Mày. Chết cha, vỡ thử cái chuông ở dưới làng rồi. Ê, tôi không cố ý đâu nhá. Hãy coi như anh không nhìn thấy gì đi. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến vào trong cái chuồng lợn các bạn nhá. Nào, đây, cái chuồng lợn thì chúng ta có thể mở cửa ra được này. Mở ra. Không mở. Ok, và như các bạn đang thấy thì đây là con lợn ở trong phiên bản Minecraft siêu thực tế.
Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong cơ thể con lợn nha, để xem nó cái gì. Ồ, bên trong con lợn có xương này các kiểu. Ồ, thôi nhưng mà sao mình sao chơi Minecraft này mình giết những cái con vật ở trong Minecraft bình thường mà sao mình chơi ở trong đây lúc mà mình giết mấy con này sao nhìn trông nó tàn nhẫn dữ. Trong Minecraft giết một cái là nó biến mất luôn, còn trong đây trông khác, mình khác gì thổ dân ăn thịt người đâu. Ồ, và đây là anh dân làng lúc nãy là mình đã xịt vào mắt để che đi bằng chứng tội lỗi của mình này. Và bây giờ mình sẽ thử đập anh dân làng này nhá. Ôi ui vãi cả trường. Ô, mình đập một cái rơi gãy luôn cả tay ra này. Yêu ơi, thôi cất cái tay này đi, anh trông kinh quá. Đây. Em hôm nay mới đến đây nhá, em có món quà tặng anh. Đây, anh lấy cái tay này dự phòng, khi nào anh có gãy tay gì đấy thì lấy cái này mà lắp vào nhá. Ok, và quay trở lại với anh dân làng ở đây thì ui cái gì vậy? Cái sao cái chân anh dân làng này rung nhỉ? Nó nhìn như dãy chết ấy, kinh vãi. Eo ơi, chết đi. Ok, và eo ơi. Sợ ấy các bạn ơi. Bình thường chúng ta giết các sinh vật ở trong Minecraft trông nó bình thường vãi, mà bây giờ trông như kiểu phim kinh dị vậy. Đây thì chơi cái trò này các bạn mới thấy được cái tội lỗi ở trong Minecraft chúng ta nó lớn như thế nào các bạn ạ. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đây là cái gì đây? Cái xô nước các bạn ạ. Và khi mà mình bấm thì và cái xô nước này thì khi mà chúng ta bấm thì nó sẽ phun nước ra các bạn nhá. Nhưng mà cái này thì để làm gì ta? Không biết là ở bên trong nhà của những anh dân làng này không biết là có những cái gì không nhỉ? Nào, hello. Ồ, trong đây đuốc điếc sáng đẹp thực sự các bạn ạ. Ok, không có gì cả. Rồi, và nhưng mà cái đuốc nó sáng trông đẹp thực sự các bạn nhá. Nào. Ui chết chà. Đập nhẹ một cái đáng lẽ cái đuốc nó phải rơi ra chứ ta, sao bây giờ nó lại nát bét ra này. Ok, rồi và mình sẽ đến một nơi khác nhá, xem mình nhớ không nhầm thì ở trong nhà này là có một cái rương này. Đấy, và mình sẽ mở cửa ra nào. Hello. Các bạn thấy không? Cái kiểu mở cửa này. Đấy. Mình thách trong Minecraft bình thường làm được như này luôn. Trong Minecraft bình thường các bạn chỉ có thể làm như này thôi. Còn ở trong phiên bản Minecraft siêu thực tế các bạn nhìn này. Các bạn có thể dùng tay nhá và đóng cửa lại này và mở cửa ra. Đóng lại, mở ra. Xịn thực sự. Nào, và mình sẽ cầm một ít sách để làm ra cái bàn phù phép. Nhưng mà giá sách giờ nát bét này, giờ sao làm bàn phù phép đây? Thực sự là cứ đụng nhẹ một cái là nó lại vỡ tan rồi. Mình không thể lấy được các block ở trong đây các bạn ạ. Khá là đáng buồn. Thôi, và mình sẽ lên trên tầng 2 nhá, xem ở trên đây có cái gì không nào. Sao mình nhớ không nhầm, ở trên đây phải có cái rương hay là cái gì ấy chứ. Ok, bây giờ mình sẽ thử đào xuống bên dưới nhá, để xuống tầng dưới này. Các bạn thấy không? Đù, nhìn. Ui, thực sự là nó giống ngoài đời vãi cả trời luôn đấy. Ok, và mình đã xuống tầng dưới rồi. Đù, thực sự các bạn ạ. Chết cha, đập vỡ cái cửa rồi. Và phía trước là mình đang có, đấy là một cái đây là một cái nhà thợ rèn các bạn ơi. Ở trong đây thì không có lava rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cái nhà thợ rèn này nha. Và trong đây sẽ có một cái rương này. Cái rương có thể mở ra không? Có luôn. Ok nào. Chúng ta có thể bê được cái rương ra ngoài này. Nhưng mà chỗ này vướng quá các bạn ơi. Má nó. Mày vướng à? Chết. Sao mình đập nhẹ một cái sao nó lan sang cả cái rương ta. Hơi bực mình nha. Ôi, cái rương nó to hơn so với cái cửa rồi. Không, mình không thể nào lấy ra được. Má nó. Đây, đập cái block bên này đi vậy. Mạnh. Má nó. Cứng quá các bạn ơi. Lấy cái rương ra. Sao nó vẫn bị kẹt các bạn ạ. Ra đây. Ok, và bên trong đây là chúng ta có một cái đây là thỏi đồng à. Và có vẻ như là con dân làng thợ rèn này nó đang rèn đồng các bạn nhá. Đây, mình sẽ lôi cả cái rương sang bên trong cái rương này có những gì nào. Nào, ra. Đúng rồi. Dốc rương ra. Ok, và bên trong cái rương này có một thỏi đồng và một ít than. Khá là phế. Thôi cút đi. Cái thỏi đồng này nó cứng thế. Sao mình đang cầm cúc kim cương mà sao đập cái thỏi đồng lại không vỡ được này. đập vào cái thỏi đồng nó bị té lửa ra chứ nó không vỡ được các bạn ạ. Mình đập một cái lõn cả đất luôn, thế mà cái thỏi đồng nó lại không bị vỡ. Vãi cả trưởng.
đồng ở trong đây cứng vậy. Rồi tiếp theo không biết ở trong cái ngôi làng này chúng ta còn cái gì để khám phá không nhỉ? Đây mình sẽ đi vào trong cái cửa này. Tao không thích đi vào bình thường nữa, mở cửa ra mệt quá. Ồ bên trong đây chúng ta có một cái rương cỡ bự này. Wow, ngon. Đây mình sẽ mở rương ra nha. Nào, mở ra. Mày không mở. Xem nào. Ồ bên trong đây chúng ta sẽ có thanh kiếm sắt này các bạn ơi. Ngon luôn. Ồ, thì ra ở trong đây không phải là chúng ta không có vũ khí các bạn nhá. Ồ đây là thanh kiếm sắt này. Ở đây thì còn cái gì nữa không? Đây là những cái thỏi đồng à. Ok, và còn gì nữa nào? Ồ đây là cái gì đấy? Cái gì màu tím tím xanh xanh, mình không biết cái này là gì, có lẽ là kim cương. Ngon, ok, vậy là mình đã tìm được kim cương này. Má nó đập lỡ đập cái gãy cái rìu rồi. Và cái cúp cũng gãy nốt. Chết thật. Nãy mình đập lỡ tay, hình như mình đập mạnh quá sao ấy. Nó gãy luôn cả cái cúp rồi. Thôi, phá, không dùng nữa. Ồ, các anh dân làng ở đây ạ. Ôi, anh dân làng bị bây giờ biết đi rồi mà sao bây giờ đi vào cái trong cái nhà này một phát mà sao mắt thủng cái tường luôn này. Anh dân làng ở trong trò này khỏe thực sự các bạn ạ. Ồ, và nhiều bạn đấy. Ồ, anh dân làng đang thăm cái chuồng lợn này. Ôi, thăm chuồng lợn thôi mà đường sau đi vào phát vỡ luôn cả hàng rào này. Trông sợ vãi cả trưởng. Hello anh dân làng nhá. Ồ, anh nhìn mình này. Ồ, và bây giờ anh dân làng ở trong Minecraft có thể di chuyển được rồi nhưng mà sao di chuyển kiểu gì đây? Anh dân làng sao đi đến đâu lại thủng đất đến đây vậy? Đây đi lên như thế này này. Đấy. Bị như thế này rồi mà vẫn đi được. Ê ơi. Ê ơi, trông như một con creeper phiên bản dân làng vậy. À, trông kinh vãi cả trưởng. Ê ơi. Bị như thế này rồi mà cái chân nó vẫn còn di chuyển được, cái đầu vẫn đi được này. Thôi mày chết đi. Ê ơi. Con đầu là con sống các bạn ơi. Sợ thực sự. Ê ơi, các bạn nhìn nè. Oh my god. Ui. Mày chết đi. Mẹ nó sợ thực sự. Còn mỗi cái bộ xương mà vẫn có thể di chuyển được. Kinh vãi. Thôi, mày. Ô chúng bây giờ là con dân làng ở trong đây nó có thể rơi được cái mũi ra. Hay nha các bạn ơi. Ui. Mày. Chết đi. Ui. Đập vỡ cả mặt ra mà nó vẫn còn sống này. Mày. Chết đi. Ôi, đây là cái gì đây? Cái đỏ đỏ này là ở lúc nãy là mình nhìn thấy ở trong đầu con dân làng, có vẻ như đây là não của con dân làng các bạn ạ. Yêu ơi, não con dân làng. Ok, và như các bạn đang thấy thì đây là cái mũi của con dân làng này. Và bây giờ mình sẽ thử lấy cái mũi này nhá và đưa cho con bò này nó ăn nào. Ê, bò ăn đi. Ăn mũi con dân làng đi. Ngon không? Không ngon. Chết mà, thối quá. Ok, và lần này mình đã chuyển sang một cái ngôi làng khác. Thì đây là cái ngôi làng ở trên cái rừng thông đấy. Và như các bạn thấy đây là cái quả bí ngô này các bạn ơi. Và đây chính là lý do tại sao mà cái quả bí ngô của chúng ta nó có thể phát sáng được này. Đó, thì ra bên trong đây nó có một cái đuốc các bạn ạ. Đó, ôi, nhưng mà sao đập một cái mà sao đuốc tắt ngấm luôn này. Nào, yo. Mà cuốc kim cương tại sao lại không đập được cục đá nhỉ? Thực sự cái trò này nó rất là vô lý các bạn nhá. Và vì một lý do nào đó, cái cục đá ở trong đây nó cứng dã man luôn. Cầm cúc kim cương đập nó không được luôn các bạn ạ. Đó, mình đập vào nó bị té lửa ở đây các bạn thấy không? Các bạn nhìn này, bắn mũi tên ở trong Minecraft bình thường là chúng ta sẽ cái mũi tên nó sẽ cắm vào tường đá đúng không? Còn ở trong đây các bạn nhìn này. Đấy. Bắn một cái. Đấy, gãy luôn cả mũi tên. Đó. Đây, như các bạn có thể thấy, đây cái mũi tên này này. Mũi tên bắn phát gãy luôn cả mũi tên. À nó. Ô. 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 Ô.
Sao tự nhiên cái mũi tên của mình nó lại có thể bắn ra cái gì này? Tự nhiên cái mũi tên của mình nó biến thành tên lửa này. Ghê thực sự luôn các bạn ơi. Và cái vụ nổ trong đây các bạn nhìn này. Đù, nhìn chân thực vãi. Và cái gỗ khi mà bị dính vào lửa nó cũng bị cháy luôn này. Đù, ghê vãi các bạn ơi. Và sau một lúc thì căn nhà này nó bắt đầu bốc cháy dữ dội luôn này các bạn ơi. Chết cha rồi. Oh my god, no. Shit, mình cần phải phun nước vào đây. Nó cháy to quá. No. Oh my god. Dội nước. Tắt lửa đi. Bay lên. Oh my god. Đù, lửa cháy to quá các bạn ơi. Dập lửa. Không cháy nữa. Có vẻ như là nó cháy to quá rồi các bạn ơi. Mình dập không ăn thua. Thôi đành vậy. Mắt không thấy thì tim không đau. chào anh dân làng nhá. Khỏe không anh? Ui, vãi cả trưởng. Ủa, mình bắn một cái và anh dân làng có vẻ như là bị cháy cả người luôn này. Ôi, và các bộ phận thì mỗi nơi một mảnh luôn. Cả thân xác của anh dân làng chả còn một chỗ nào còn nguyên vẹn luôn các bạn ạ. Nào các bạn, bây giờ mình sẽ thử bắn anh dân làng ở đằng kia nhá. Đó. Ủa, và bây giờ hình như cái mũi tên này của mình chính xác là nó được cái mũi nó bị cháy à? Các bạn nhìn lúc nãy là cái mũi của anh dân làng nó bị cháy ấy. Nhìn buồn cười vậy. Nhưng mà thực sự là mình cũng không thể hiểu làm sao đấy. Mà cái cung của mình hình như là vì một lý do nào đó các bạn ạ. Nó đã được gắn thêm cái thuốc nổ vào ấy. Các bạn biết không? Ok, bây giờ mình sẽ thử bắn xuống nước nhá. Xem liệu vụ nổ nếu khi ở dưới nước nó sẽ như thế nào nào. Nước bắn tung lên nhìn khá là thực tế nhưng mà có vẻ như là không thể nổ được các bạn ơi. Ok, đây mình sẽ thả một cái quả TNT ở đây nhá. Sao lại có cả cái quả gì này. Ok, tiếp theo thì mình sẽ lấy cái cung này và mình bắn vào cái quả TNT cho nó phát nổ. Nào. Một cái vụ nổ ở dưới nước các bạn ạ. Trông ghê vãi. Đó, và những cái mảnh TNT khi mà nó xuống dưới nước này nó cũng sẽ nổi lên trên. Đó, trôi bồng bềnh các kiểu. Xịn vãi. Ok, bây giờ mình sẽ thử phá hủy cái ngôi nhà này. Ở đây có một cái giường này. Bây giờ không biết ở trong đây chúng ta có thể ngủ được không nhỉ? Hình như không ngủ được các bạn ạ. Cho nổ luôn ngôi nhà. Mạnh. Sao không nổ nữa rồi? Sao tự nhiên cái cung tên của mình nó hết nổ được luôn rồi này? Mà nó vô lý quá. Ok, đành vậy thì mình sẽ dùng một cái thiết bị đặc biệt nhá. Đấy, thì nếu như các bạn nào đã từng xem những cái bộ phim hoạt hình ở trước đây thì chắc là các bạn sẽ biết cái này. Đây, thì đây là một cái ngòi nổ này. Nếu như mình nhấn cái này xuống thì ngay lập tức nó sẽ phát nổ. Đó, và không biết nhấn kiểu gì nhỉ? Đây, không phải à? À chết, mình sẽ cần phải dùng tay chứ mình kéo mình ấn xuống này. Ấn nổ đĩa. Chết, hình như đợi mình sẽ để lên trên đây nhá. Nào, chết, bay cả quả bom ra ngoài rồi các bạn ơi. Để lại chỗ cũ. Nào, nhét bom vào trong đây. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo nhá, mình sẽ dùng tay mình nhấn cái này xuống này. Nào. Nát một cái căn nhà luôn này. Ui lắc ạ. Shit. Ok, và cái này vô dụng rồi. Đó, và như các bạn có thể thấy, và mình chỉ cần dùng một quả TNT thôi và cái nhà này nó nát bét luôn. Wow. Ghê vãi. Ui vãi trưởng các bạn ơi. Ôi cái căn nhà lúc nãy nó bị cháy ấy, xong bây giờ nó lan hết sang những cái chỗ còn lại. Bây giờ máy mình lắc quá. Nào, thôi không cháy nữa. Đủ rồi, không cháy nữa. Nào, anh dân làng tắm không? Anh dân làng tắm đi. Nào, không cháy nữa. Đủ rồi. Tao lắc quá mày ơi, không cháy nữa. Rồi, và sau khi trải qua một đêm dài đằng đẵng ở trong cái ngôi làng này, hình như là hiện tại là trời cũng đã hửng sáng rồi các bạn ạ. Và hiện tại thì trời đang khá là nhiều sương mù này. Và mình nghĩ là mình sẽ cần phải ra khỏi cái ngôi làng này thôi.
Let's go. Và trước hết thì mình sẽ cần phải băng qua cái con sông này trước đã. Đấy, thì mới có thể ra khỏi cái ngôi làng này. Ok, nào, mình sẽ bơi qua con sông này nhá. Nào, let's go. Oh. Kia là Herobrine à? Sao lại ở trong đây lại có Herobrine này các bạn ơi? Mắt của nó đang phát sáng kìa. Ô, oh, Herobrine thật này. Eo ơi, hình như ở trong phiên bản này nó có thêm vào Herobrine các bạn nha. Không phải như là Herobrine không nhìn thấy mình các bạn ạ. Mình sẽ cần phải tiến đến và tấn công đằng sau Herobrine để giết được Herobrine các bạn nhá. Cứ như này thực sự là không ổn. Ồ, ở trong đây có một cái căn nhà, có vẻ như đây là căn nhà biển của Herobrine chăng. Nhưng mà thôi, không nghĩ được nhiều. Bây giờ mình sẽ cần phải vào và đánh nhau với lại Herobrine các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cần phải tiến lên và tiêu diệt Herobrine. Nào. Mày Herobrine chết đi. Mày. Ô. Vậy là mình đã giết được Herobrine rồi à? Tưởng nào, ban đầu mình cứ tưởng Herobrine phải mạnh lắm hay gì đấy. Nào Herobrine dậy đánh ra đi. Các bạn nghe mấy cái câu chuyện cứ tưởng là Herobrine mạnh lắm. Hóa ra chỉ có thế này, còn mỗi bộ xương không. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại khám phá cái... Ô, đây là con gà này, hello gà. Không biết bên trong con gà có cái gì nhỉ. Nào. Ui, vãi. Thôi, bỏ đi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Đây là mình không biết đây là cái căn hầm ở đâu đây. Mình sẽ mở cửa ra nha. Không biết đây có phải là căn hầm bí mật của Herobrine hay là gì đó không nhỉ. Ồ, không, đây mình không thấy không giống căn hầm bí mật của Herobrine lắm. Xem nào. Ồ, bên trong đây chúng ta sẽ có một ít dụng cụ cũng giống như là cái căn nhà của dân làng lúc nãy này. Ồ, có cả kiếm rồi các thứ này. Ồ, và bên trong đây sẽ có những cái như dụng cụ như kiểu là cuốc này, rồi rìu này, rồi cúp này, rồi và những cái thỏi rồi các kiểu. Có cả một viên kim cương này. Đó, nhưng mà ở đây, ồ, đây có cái bàn chế tạo. Nhưng mà bàn chế tạo thì chúng ta sẽ không thể dùng nó để craft được nha. Lý do thì mình cũng chả biết nữa. Cái bàn chế tạo này bị sida rồi. Chết đi. Rồi, ok. Và có lẽ là video ngày hôm nay của mình chỉ đến đây mà thôi. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đập thật mạnh nút đăng ký để giúp mình có thêm động lực làm được video mới nha. Bye bye các bạn.